MG xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì MG đang có mặt trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và trước mặt gia đình chúng ta đây có một cái ngôi chợ rất là nổi tiếng luôn. Đó là chợ Bà Chiểu ha. Một cái ngôi chợ rất là lớn và sầm uất tại khu vực quận Bình Thạnh này. Bây giờ đồng hồ của em Ri cũng là 8 giờ 9 phút rồi. Hôm nay thì quay chợ nên là em Ri cố gắng là review sớm một xíu để gia đình chúng ta thấy là khung cảnh đây, ven khu chợ ha. Thì bên đây là những cái xe mà chở rau củ ra bán đó, thì rau râm ran luôn, đồng giá có 10.000 một kg thôi. Đó mình thấy đó, như vậy đó thì giá nó mềm và nó bèo như thế mà người ta bán ở ngoài chợ thông thoáng về dễ mua nữa. Thành thử ra thì mình thấy là các tiểu thương ở trong chợ bây giờ thì bán rất là vắng luôn. Đây thì có một cái xe ha, xe bánh cốm miền Tây An Giang này cả nhà mình. Đây là cái món ăn gọi là tuổi thơ dữ dội luôn nè. Thấy chú sáng chú ngồi bán nhưng mà gần như là bây giờ là không có thấy khách luôn ha. Cứ ngồi đợi đó coi như là mòn mỏi luôn rồi. Bây giờ bánh cốm này thật sự mà nói thì cũng ít người ăn. Đa số là các em nhỏ học sinh, nhưng mà giờ này thì các em học sinh cũng vào trường hết rồi, cho nên là mình thấy cũng vắng ha. Ở đây thì có hai dì đang bán cà ha. Đó mình thấy đó, cuộc sống mưu sinh bây giờ thì khó khăn gọi là muôn trùng luôn rồi. Đó thì bán vỉa hè, bán gốc đường, bán đủ kiểu hết trơn để trang trải cái cuộc sống. Quá trời gọi là bớt xê lết luôn ha. Mình thấy tình hình bây giờ thì gọi là căng quá trời căng rồi, chậm rất là chậm luôn đó. Thì nhìn cái hoàn cảnh bây giờ coi như là đi đâu cũng thấy hết trơn. Vào những cái ngôi chợ truyền thống thì có một cái điều đặc biệt, đó là vắng và ế, coi như là tiểu thương bây giờ là ngồi là gồng muốn hết nổi luôn nè. Đây thì sang Hà Phước ha, ngay cái khu vực này bây giờ sang Hà cũng bỏ chạy nè, thấy là kinh doanh thì khó khăn ha. Đây sang Hà Phước là tạm ngừng kinh doanh nè, có không thấy đó. Đè tua tơi tả bớt xí lết hết trơn rồi. Bên đường thì có Vinmart nè. Rồi kế bên là có một cái sạp rau cũng khá là lớn. Nhưng mình thấy đó, vắng ơi là vắng luôn. Kinh doanh bây giờ coi như là chậm quá. Để đi xe đi xích lên nữa. Đó thì cái xe bánh bột lọc rồi mình thấy đó, coi như là sáng ở đây khu vực chợ đó, bán tẻo con teo luôn đó. Bán vắng chỗ này nè. Ở đây thì nhìn thấy có cụ lớn tuổi, cụ đưa bán vé số thôi, cũng tội cụ quá, cuộc sống bây giờ khó khăn đó. Hải sản đồ tôm tích đồ quá trời, con bự bự không ha, thấy quá trời tôm tích luôn này. Đó con này thì chắc phải 4-5 con một ký ha, rất là bự luôn. Đây đây thì chạy lên xích lên đó, vào khu vực chợ rồi đó cả nhà mình thấy gần như ha. Ở đây thì có gì bán ở ngoài nè, con bán đầy đủ luôn ha. Cá rô, trời con cá rô nào nó bằng một bàn tay của Ri á. Rồi cái này chắc 4 con ký luôn cả nhà mình, rất là bự ha. Rồi nhìn khá là vắng. Bên chợ thì gọi là tắt đèn tới thui rồi. Người đi ra đi lại thì nhiều, mà mình thấy là gần như cái người mà dừng lại để người ta chốt mua hàng rất ít luôn ha. Đó toàn là chợ mà còn là người đi qua đi lại không à. Nhìn những cái hoàn cảnh này thì không biết phải nói sao nữa đó. Gia đình chúng ta thấy này, gần như là hải sản đồ là bây giờ là không ai ăn rồi. Không phải không ai ăn mà do kinh tế khó khăn quá, bây giờ tiền mà mua cá mua thịt ăn hàng ngày còn có nữa, tiền đâu mà ăn hải sản. Tại vì hải sản thì giá quá cao đó. Thì ngay cổ khu chợ đây nhà mình thấy vắng tẻo đồ treo như này đó, xe qua lại thì rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mà để mà nhìn thấy mà cái người nào mà kinh doanh buôn bán được đó, là rất là ít luôn đó. Đây nè, nhìn qua chợ nè, đó thì các anh gọi là bán cá là anh ngồi anh chơi luôn, ngồi rồi ổng tha càm ổng vuốt râu luôn đó. Mình thấy vắng quá trời vắng. Được một chiếc xe ha, được hai chồng anh chị kia dừng lại mua cá đây đó, mình thấy nguyên một cái dãy bán cá luôn nè. Nó vắng chỗ này nè, rồi sao mà kinh doanh buôn bán làm ăn bây giờ thì coi như là quá chậm luôn đó. Thấy rất là tội ha, nhìn te tua tơi tả eo xèo quá trời luôn nè. Cái hoàn cảnh kinh doanh của bà con mình đi mình mới thấy
bây giờ là gọi là thấm thấm dữ luôn chứ không phải thấm bình thường nữa. Đây đây có một cái sạp rau của dì ha, đó, sạp rau của dì bán coi như là lưa thưa ngoài chợ vậy nè. Đó thì cũng rất là khó, bây giờ tìm đâu mà ra khách nữa. Khách bây giờ là coi như là không biết là đi đâu hết trơn đó ha. Khu vực dưới này chợ rau chợ cá là ở trên cũng vậy nữa nè. Đó thì cái chợ mà bà Chiểu rất là lớn, dài lên tới trên luôn, mình thấy là ngôi chợ khủng khiếp không. Cái gì bán thịt bên đường chị ngồi là chơi, ngồi là ngắm trời hư quạnh luôn, nhà mình tin luôn đó, mình mới thấy đó. Giờ buôn bán quá trời đắng luôn, mà buổi sáng bây giờ là 8 giờ hơn là cái giờ này là giờ cao điểm rồi, người ta đi chợ rất là nhiều đó. Cái giờ mà ngon lành cành đào đấy mà bây giờ thì cũng gọi là vắng, mà vắng dữ luôn chứ không phải vắng bình thường nữa. Đây thì để đi xích lên ha, cho gia đình chúng ta thấy. Ở phía trước cũng vậy, ở quá trời mấy cái sạp rau sạp thịt, coi như là xe chạy qua lại thì nhiều, mà cái người mà gọi là dừng lại mua gọi là không thấy luôn ha. Đó, mình đi mình thấy rất là buồn những cái hoàn cảnh kinh doanh như thế này. Đây quá trời cái sạp rau nè, rồi sáng mình thấy đó, giờ cao điểm còn như nguyên hết trơn, rổ nào rổ nấy còn dung trùng hết trơn, chứng tỏ là từ hồi sáng sớm tới giờ 5-6 giờ sáng đến giờ là chưa bán được gì hết. Đây thì những cái tiệm mà tạp hóa bán là chuyên gọi là bán sỉ, y bán lẻ mà giá sỉ đây. Đó mình thấy đó, nguyên một dãy nè, ngày xưa thì bán ngon lành cành đào luôn, còn bây giờ thì không biết là những cái người mà phụ bán đồ thì đi đâu hết trơn rồi. Tức là vắng và ế quá thì chủ người ta cũng cho nghỉ hết. Đó, mình thấy vắng quá trời luôn ha, bên chợ nè. Đó, nguyên cái dãy chợ mà đoạn trúc ở trên luôn, thấy không? Cái nhà lồng chợ là nó bự, mà nó bự khủng khiếp luôn đó. Đó mình thấy. Nhưng mà cái cuộc sống kinh doanh buôn bán của bà con thì mình mới nhìn lại hàng ngàn tiểu thương người bán gọi là dày đặc hết trơn luôn, mà sáng khách mình nhìn không ra luôn ha. Đây gì bán tôm nè. Đó thì coi như là không thấy khách luôn. Đó. Nhìn quá trời cái hoàn cảnh kinh doanh chỗ này thì mới thấy te tua tơi tả luôn. Cả nhà mình nhìn bao quát cái chợ đi, nó lớn khủng khiếp như thế này nè, rồi nó biết bao nhiêu mà tiểu thương trong đây mà nói, đó là chưa nói nè, ở đây chỉ là ở ngoài chợ thôi, còn nếu mà vô trong chợ thì còn vắng khủng khiếp hơn nữa. Ở ngoài chợ mà không có người đi nữa thì nói chi là ở trong chợ. Rồi mình thấy làm sao mà sống đây, hàng ngàn tiểu thương luôn đó. Mình thấy cái ngôi chợ nè khủng khiếp ha. Đó, cái hàng như là gia vị nè, củ hành tỏi nè, ớt tiêu rồi mình thấy nè, mấy cái này là coi như là dễ bán dễ ăn, giá nó lại bình dân nữa. Nhưng mà bây giờ cũng ngồi gọi là ngồi chơi là chính rồi, kinh doanh giờ gọi là nát bét men luôn. Thấy đó, bây giờ ngày xưa thì có một cái tiệm như gì là ngon lành rồi, bây giờ mở một cái tiệm ra nhiều khi gia đình chúng ta thấy là bỏ vốn tiền tỷ luôn, mà ngồi đây coi như là gọi là gồng luôn, gồng mà gồng mà muốn đứt gân máu luôn, gồng riết mà gồng hết nổi luôn. Thấy nè, trong chợ thì quá vắng rồi ha. Đó, mình nhìn ở ngoài thì như thế này nè, trong chợ là gần như là không có người luôn, khủng khiếp không. Những cái cửa hàng như thế này nè, nhìn cái chợ mà gọi là không dám gọi là nói như thế nào luôn. Thật sự mà nói là bình luận bây giờ cũng không biết là bình luận như thế nào, bình luận ra sao khi mà tình hình nó vắng đến mức độ này nè. Đó mình thấy đó, nguyên cái chợ mà nó vắng kiểu này đây nè, rồi bây giờ bình luận sao bây giờ. Nhiều anh chị nói là Ri ơi, chạy qua Bình Thạnh quay đi, Gò Vấp quay đi, review đi Ri ơi. Rồi vào những cái khu vực mà lớn khủng khiếp như thế này đấy, như chợ Hạnh Đông Tây rồi, mình qua mình thấy là bà con dẹp hết trơn luôn, không kinh doanh gì được hết trơn. Là những cái ngôi chợ mà nổi tiếng lớn ở Gò Vấp cũng vậy nè. Từ ngay trung tâm thành phố, ngay quận 1 cho đến tất cả các quận lân cận, quận quen luôn, thì mình thấy chung một cái hoàn cảnh là bây giờ vắng quá cho vắng rồi, vắng dữ luôn chứ không phải vắng bình thường nữa. Đó thì cái hoàn cảnh kinh doanh của bà con đây thì coi như là rất là khó khăn ha, khó khăn trăm bề luôn. Bây giờ mà lên chợ, mà lên trên nhà lồng chợ ở trên, ở trong chợ mà lên lầu bán thời trang, quần áo, giày dép, thực sự mình nói giờ đóng cửa la liệt hết trơn. Còn những người nào mà còn trụ được á thì ngồi cũng khóc ròng không à. Nhiều khi 3-4 ngày cả tuần không bán mở hàng được nữa, đó là bán lẻ nha. Đó thì mình thấy đó, bây giờ đâu có ai đi chợ đâu, mà đi chợ chẳng qua là đi vòng vòng ở ngoài rìa này mua miếng cá, miếng thịt, miếng rau về nấu nướng ăn thôi, chứ đâu có ai mà quan tâm tới thời trang. Thời điểm này thì kinh tế quá khó khăn rồi. Đi mình mới thấy được là
cuộc sống kinh doanh của bà con bây giờ là quá yêu xèo luôn. Đây, đây thì Ri sẽ đi xích lên nữa ha. Mình thấy khu vực này bỏ sỉ bỏ lẻ đủ kiểu luôn nè. Rồi bây giờ chỉ còn cách là bỏ chạy thôi. Khó khăn quá trời luôn. Đi mình thấy là te tua tơi tả hết trơn. Nhìn rất là chậm luôn ha. Những cái hoàn cảnh kinh doanh như thế này đây. Để ghi review sang sang bên đường cho gia đình chúng ta thấy nè. Đó, nó vắng vô này nè. Vắng quá trời vắng luôn đó. Rồi làm sao mà kinh doanh được. Thật sự mà nói rất là tội nghiệp cho những cái bà con tiểu thương. Đặc biệt là bán về thời trang thì bây giờ mình thấy khóc gồng luôn. Bỏ thì thương, vương thì tội. Bây giờ sang thì không ai sang. Buông luôn thì mất trắng. Tiền của vốn liếng gì gì là coi như là mất hết. Còn bây giờ ôm thì chịu lỗ hoài. Lỗ từ ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia luôn. Nhìn gọi là buồn mà buồn rụng rúng luôn. Cả nhà mình thấy quá trời eo xèo luôn ha. Ở đây thì những cái mặt tiền kinh doanh đây mà kiosk mặt tiền đây mà người ta còn đóng cửa hết nữa mà. Thấy là chậm cỡ mức độ nào rồi. Khó khăn trăm bề luôn ha. Đó, mình đi mình thấy là nản. Thật sự mà nói luôn, nản lòng chiến sĩ luôn. Kinh doanh giờ chậm quá. Đây thì coi như là đi vòng ra trước mặt chợ rồi nè. Từ sau lưng chợ, bên hông chợ. Đây với trước đây là đường Bạch Đằng ha. Bạch Đằng ngay góc này, bên Phan Văn Lưu, bên Bạch Đằng đây. Đó thì bây giờ vòng ra trước mặt chợ Bà Chiểu đây. Cái nhà mình thấy chợ Bà Chiểu ha. Đó, trong chợ thì nó tối thui rồi. Đó, bây giờ nó hoang tàn ha. Nhìn nó xuống sắc cực kỳ luôn. Đó, ngồi chợ mà nhìn thấy có gì đâu. Bây giờ mà chạy vô trong chợ cái là nó tối thui ở trong luôn. Đó, nhìn gọi là quá trời gọi là nản luôn. Đó, đây là khu vực đây thì mình thấy là bây giờ bán hàng quá mà không có khách ha. Phía trước chợ coi như là thua rồi nè. Đó, nhìn quá trời luôn mà khách không có hết. Đó, đây, để ghi sẽ vào nữa. Khu vực bán trái cây này coi như là bây giờ là coi như là đắng dữ lắm luôn cả nhà. Trái cây thì đa số ở đây mình thấy hàng nhập vào là hàng loại một không. Đó thì rất là đẹp ha, trưng bày rất là đẹp. Tại vì hàng ở đây là hàng chuẩn luôn, hàng loại một. Mà giá thì cũng gọi là mềm đó. Nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy nguyên một cái khu chợ luôn mà nhìn mà không có thấy một khách nào luôn mà. Thấy quá trời luôn ha. Đó, mình đi để mình thấy được đây nè. Trời sáng vô là nguyên cái chợ luôn chứ không phải là riêng một chỗ nào hết trơn. Đó thì không có khách. Đó, lâu lâu thì có vài chiếc xe chạy qua chạy lại thôi. Còn cái người mà dừng lại mà để mua hàng gần như là bây giờ khó khăn chung muôn trùng luôn rồi. Đó thì kinh doanh chỗ này thì không biết bà con tiểu thương trụ được bao lâu nữa. Mình thấy mà cứ sáng dọn hàng ra rồi chiều họ dọn hàng vô. Rồi chưa nói kể đến là cái hàng hóa nó hao hụt rất là nhiều nữa. Về các mặt hàng này thì trái cây nè. Rồi kể cả bánh kẹo nè. Thì nó cũng có hạn sử dụng. Cho nên là mình thấy đó. Một thời gian là coi như là bán không được là phải hủy hàng. Tức là phải bỏ. Nhưng mà cũng phải nhập hàng vào. Tại vì kinh doanh mà. Chứ mà cũng trưng bày hàng nhiều vô bắt mắt như coi vô coi như là bỏ đi luôn rồi. Làm cũng như không. Nó thì cũng cố gắng mà giật dậy được cái miếng nào hay miếng đó. Nhưng mà thấy căng quá trời căng ha. Đi nguyên một cái đoạn đường dài luôn. Không thấy gì hết trơn. Rất là bèo luôn. Còn phía trong chợ thì coi như thua rồi. Mình thấy ngoài đường xe chạy chỗ này ầm rần rần mà cũng gì. Bưởi mình thấy bưởi da xanh ha. Lộ một con. Nhìn quá trời đã luôn. Đó. Hàng đây là đa số mình thấy hàng trưng bày bán. Là người ta lấy hàng loại 1, hàng rất là đẹp, chất lượng cao. Mà bây giờ cũng rất là khó, không bán được. Ngày xưa thì người ta biếu tặng đồ nhiều, tiệc tùng đồ nhiều. Cho nên là bán được lắm, hàng coi đặt liên tục luôn. Còn bây giờ thì kinh tế gọi là nó eo xèo quá, đủ kiểu quá. Khuyên vậy này, người ta kinh doanh không được, người ta đóng cửa hết trơn. Thấy rất là tội ha. Càng về sau thì tình hình kinh doanh nó càng vắng luôn rồi. Bây giờ thì mình thấy đó, sắp tới lễ gọi là 30 tháng 4 rồi, Vỗ Tổ Vua Hùng rồi, giờ tới 30 tháng 4 nữa, coi như là vô tháng 4 rồi qua tháng 5 nữa, hết tháng 5 là coi như là hết quý 2 rồi. Đó, bây giờ là đang trong giai đoạn là quý 2 rồi của năm 2024 mà quá chậm luôn. Đó, nguyên cái khu gọi là ăn uống đây nè,
mình thấy khách cũng rất là ít, le hoe quá trời luôn. Thì nhìn cái cảnh này đây, bây giờ thật sự mà nói mà cho mượn cái chỗ ra để mà kinh doanh buôn bán, nhiều khi còn lỗ sặc máu, sặc gạch luôn đó. Chứ đừng có nói là sang hay là thuê gì một cái chỗ kinh doanh buôn bán chỗ này, thì biết chừng nào mới lấy vốn lại, biết chừng nào mới có lãi. Đó khó khăn vô cùng ha. Đó thì đi một vòng nè, em thấy cái nhà lồng chợ là nó dài miên man luôn ha, dài xuống dưới kia luôn kìa, rất là nhiều đó. Để đi sẽ đảo qua một vòng cho gia đình chúng ta thấy phía trước đó, quá trời như vậy đó, thật rồi nè. Sáng gần như là còn nguyên hết trơn ha. Đó mình đi mình thấy người ta bán quá trời luôn, nhưng mà người mua thì không thấy, rất là chậm đó. Đó thì thấy rất là buồn ha, những cái hoàn cảnh kinh doanh mà bây giờ cái ngôi chợ mà Bà Triệu mà lớn khủng khiếp như thế này, còn phía trong là người ta bỏ hoang đóng cửa hết trơn ha, không kinh doanh được, chỉ được rìa ngoài là kinh doanh được thôi, nhưng mà kinh doanh kiểu này thì cũng xong. Mình thấy quá trời hàng luôn, nó có ai mua gì đâu, nhìn mà muốn xỉu luôn ha. Hàng gọi là phải nhập nhiều rất nhiều, nhập đầy hết trơn nè. Mà bây giờ thì khách thì lại không có, mà cái giờ ghi cũng cố tình đi cái giờ cao điểm đi để gia đình chúng ta thấy được là cái chợ nó đông như thế nào. Và thật sự mà nói luôn, cái giờ cao điểm giờ là nó buồn rười rượi luôn ha. Đó, quá trời vắng luôn rồi. Ở ngoài vắng như thế này thì vô trong chợ coi như là bỏ hết, nó bỏ hoang bỏ trống hết trơn luôn, quá trời luôn. Mình thấy nè, đây thì để đi sẽ vào bên trong chợ một xíu ha. Đó thì đi vào bên trong chợ một xíu để cho gia đình chúng ta thấy là bây giờ bên trong chợ thì nó sẽ như thế nào ha. Đây, để đi sẽ đi vào trong một xíu cho gia đình chúng ta cảm nhận hết là khu vực đây luôn. Ở ngoài thì vắng quá trời vắng rồi, ở bên trong thì có một số sạp bây giờ nó cũng đóng cửa, nó chịu không nổi rồi, bỏ chạy hết, rất nhiều sạp luôn ha. Đó, ngày xưa mà có một cái sạp ở trong chợ như là ngon lành, buôn bán gọi là tấp nập luôn, từ sáng tới chiều, coi như là trở thành một cái người gọi là giàu luôn, có điều kiện lắm mới sang được một cái sạp ở đây. Còn bây giờ là kể cả những cái quầy thực phẩm như Vít Xanh nè, thực phẩm sạch nè, ở đây thì đa số là việc thực phẩm Vít Xanh là nhiều nè, nhưng mà Việt Gáp ha, tiêu chuẩn Việt Gáp đó là thịt sạch đi, đạt cái tiêu chuẩn chất lượng gọi là xuất khẩu rồi. Bây giờ mình thấy te tua te tả hết trơn, quá trời chậm luôn rồi. Đó, mình vô đi một cái vòng là nhìn là chóng mặt luôn ha. Đó thì càng vô trong mình thấy là càng vắng, càng đi thì gọi là càng buồn luôn rồi. Đó, vô chợ thì coi đó, đâu có ai đâu, đa số là bây giờ nhìn thấy toàn là tiểu thương thôi, nhìn các cụ các ngoại thôi. Đó nè, đó te tua tơi tả ha, hàng thì rất là nhiều luôn nè, quá trời hàng quá luôn đó. Nhưng mà bây giờ thì khách thì biết tìm đâu đó, mình thấy đi nhìn đâu cũng là tiểu thương hết trơn, chậm quá trời chậm luôn rồi, không thấy hàng gì hết, không thấy hàng gì hết trơn, không thấy người đi chợ luôn đó con, quá trời vắng luôn đó. Mình thấy đó, tình cảnh kinh doanh của bà con bây giờ thì quá eo xèo, đi từ ở khuyến ngoài vào trong chợ luôn. Mình thấy ngày xưa thì những cái xe gắn máy mà làm sao mà chạy vô đây được, đúng không? Mà bây giờ mình thấy nè, đậu đầy luôn. Đó thì hàng là trùng trùng điệp điệp, nhưng mà bây giờ coi như là khách là thua rồi. Cứ sáng mà dọn ra, rồi chiều dọn hàng vào, thì cái tình hình này là không biết mình trụ được bao lâu nữa, rất là khó khăn luôn ha. Đó, đi để gia đình chúng ta cảm nhận cuộc sống bây giờ gọi là bớt xe lết luôn, rất là chậm. Đó, đây coi như là quá trời, thật sự mà nói luôn, rất là buồn luôn ha. Đi thẳng bên đường một xíu nữa, thẳng qua bên đường luôn, từ bên đây qua bên kia luôn, để gia đình chúng ta cảm nhận được. Bây giờ là có những cái sạp mà người ta đóng cửa luôn, người ta không mở luôn. Mình thấy đó, rất là vắng ha. Người ta ngồi, người ta ngủ luôn. Quá trời, khó khăn. Nó phải ngồi và ngủ luôn, qua trời bán không được mà, rất là chậm luôn ha. Đó mình thấy là
khó khăn trăm bề luôn, tình hình kinh doanh. Sáng ra mở cái sạp ngay mặt tiền đường mà ngồi ngủ luôn rồi, giờ đâu có khách đâu, đó thì để đi xuất qua nữa. Tại hồi nãy thấy chị ngủ không dám nói chuyện lớn luôn, sợ bà giật mình bà thức, thì mình chạy vô trong thì mình thấy nè. Bây giờ trong đây coi như là ngôi chợ, bây giờ là trong nhà lòng chợ là thua rồi, không có kinh doanh được đó, người ta bỏ trống hết, chất hàng quá là chính thôi. Chị chủ yếu là bán ở ngoài, ở ngoài thì còn có người ta ngồi trên xe ta chạy qua chạy lại được, còn mình thấy là vô trong này bây giờ là đâu có ai mà đi vô trong đâu đó, mình thấy trống quá trời trống luôn, thấy không, bỏ hoang hết rồi khu vực này đó, thì khó khăn trăm bề luôn nè. Đi để gia đình chúng ta thấy coi như là bây giờ là chợ, nhà lòng chợ coi như là thua, bỏ không bỏ trống mà chỉ được phía bên ngoài thôi. Phía bên ngoài vì bây giờ nó cũng vắng tẻo rồi reo luôn mà. Cái giờ cao điểm mà giờ này là mới có 8:30 thôi mà đi vào trong chợ đó, gia đình chúng ta thấy nè, hàng thì rất là nhiều nhưng mà toàn là người bán với nhau không à. Người này sạp này qua mua đồ của sạp kia qua mua đồ của sạp nọ, còn bây giờ khách là coi như mình nhìn không thấy luôn ha, rất là vắng. Và clip em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.